Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để tiếp tục hỏi đáp điện năng hôm nay thì tôi xin nêu thông tin các câu hỏi của các anh ha. Tôi không nêu thông tin cá nhân của các anh. Thì có các anh có viết comment như thế này: anh cho em hỏi, em dùng 6 bình 100Ah, ban ngày em dùng 750W, đêm tầm 400W, sau chiều tối tầm 10 11 giờ là hết bình vậy anh, mong anh tư vấn giúp ạ. Thì anh có 600Ah ắc quy, thì 600Ah ắc quy á, thì trên cái chi tiết á, thì nó lưu được khoảng 7.200W điện. Đó là trên chi tiết ha, là bình mới nha anh. Đó, còn đối với cái bình cũ á, cái bình cũ đi chăng nữa thì tôi ví dụ như bình cũ đã qua thời gian sử dụng rồi thì nó giảm đi từ 5 đến 6 hoặc là 70%. Thì tất nhiên là cái hệ lưu trữ của anh 600Ah thì nó lưu cũng tầm từ 2 đến 3.000W điện đó. Thì nó đã cũ qua vài năm sử dụng rồi. Nhưng mà anh nêu ra là tổng cái sử dụng của anh thì 750W giờ ban ngày, 400W giờ ban đêm, thì tổng công suất sử dụng của anh là khoảng 1.150W đúng không ạ? Đó. Nếu mà anh sử dụng vậy là tương đối là nó tầm tầm khoảng hơn khoảng 1 ký mốt điện, nhưng mà cái hệ lưu trữ của anh rất là lớn. Tôi cho bây giờ tôi ví dụ ha, cái hệ lưu trữ của anh nó cũ đi chăng nữa thì nó cũng đủ đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của anh đó. Nhưng ở đây thì anh nói là ban ngày anh dùng khoảng 750W, thì tôi không biết cái này là tổng tổng mức sử dụng điện ban ngày của anh là chỉ có 750W hay là anh sử dụng 750W giờ, thì hai cái này nó khác hoàn toàn nha anh. Nếu anh có 600Ah ắc quy mà anh sử dụng với cái công suất tải 750W giờ vào ban ngày, và ban đêm anh sử dụng 400W giờ thì đối với cái hệ lưu trữ của anh thì nó thiếu hụt là đúng rồi ha. Còn nếu mà anh đã sử dụng như là tổng cái công suất sử dụng của anh ban ngày mà anh chỉ có 750W và ban đêm có 400W, thì đối với chỉ cần một cái bình 100Ah mới thôi là nó đủ đáp ứng rồi đó. Huống hồ chi là 6 cái, thì ở đây anh nêu ra 6 cái bình. Thì cái trường hợp này thì anh không có nêu một cái thông tin gì khác nữa, chẳng hạn như anh không có nêu ra bao nhiêu watt pin để sạc, và bình thì cái áp bình nó bao nhiêu đó, bình mới hay bình cũ đó, thì cái này tôi cũng chưa nắm rõ cho lắm. Tại vì tôi thấy nếu mà cái bình của anh, 6 cái bình anh nó cũ đi chăng nữa, nó yếu cỡ nào yếu đi chăng nữa thì nó cũng vẫn đáp ứng đủ cho anh với cái số lượng điện anh sử dụng. Như anh đã nêu ra trong comment thì tôi thấy tổng mức sử dụng của anh nó là chỉ 1.150W mà thôi, mà đối với 600Ah ắc quy cũ nó giảm đi 6 đến 70% dung lượng đi chăng nữa thì nó cũng còn lưu đến một cũng phải hoài 2kW điện, thì cũng đủ đáp ứng nhu cầu của anh sử dụng rồi. Đó là một cái ha. Còn một cái vấn đề thứ hai thì tôi không biết là anh sử dụng 750W giờ hay là tổng mức sử dụng của anh là 750W. Đó là hai cái này nó khác hoàn toàn nha. Đó thì tôi cũng xin chia sẻ vài thông tin để anh tham khảo lại cái hệ của anh thôi, chứ còn ở đây thì tôi chưa có nắm rõ cái nội dung của anh nêu ra cho lắm. Đó, tôi chỉ nêu ra vài thông tin để anh tham khảo thôi. Tại vì tôi thấy 600Ah ắc quy là một cái lượng rất là lớn, nhưng mà anh sử dụng á cái số lượng điện rất là nhỏ, nhưng mà anh nói là tầm 10 đến 11 giờ là hết pin. Đó, cái này là một cái điều nó cũng hơi khó hiểu ở chỗ này. Thì nếu mà anh xem qua cái video này á, tôi chia sẻ thiếu sót thì anh hãy bổ sung thêm bằng cái cách comment với cái video này ha, để tôi tiếp tục để chia sẻ cùng anh. Chẳng hạn như là bình của anh là 600Ah, bình mới hay bình cũ. Đó, anh dùng bao nhiêu watt pin, anh sạc cái áp bình á, anh nó có no hay chưa. Rồi anh sử dụng ở đây á, với tổng công suất sử dụng của anh á, ban ngày là 750W hay là 750W giờ, thì hai cái này nó khác nhau nha anh. Đó, 750W giờ là mỗi một tiếng đồng hồ anh tiêu thụ là 750W, nó khác ha. Với là anh nêu ra là ban ngày anh sử dụng 750W, thì hai cái này thì nó khác nhau rồi, thì không biết là anh sử dụng với cái nào đây. Đó. Rồi thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi thì anh ơi, cho em hỏi chút, em mới xài năng lượng mặt trời, chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên giờ
Hỏi anh chút, mong anh giúp em có một khối pin 48V 400Ah 16 cell sạc đầy mà xài mức xả 50 đến 60W mà được 10 tiếng đồng hồ, tức là từ tối đến sáng là hết. Bóng báo đỏ, vậy theo anh thì khối pin này là đã đạt yêu cầu chưa anh? Vì em thấy 400Ah là thấy ít quá đúng không anh? Nhờ anh tư vấn giùm em. Cảm ơn anh nhiều. Không ít đâu anh ạ, thì anh cứ nhân lên như vậy ha, 48V anh nhân cho 400Ah thì nó rơi tầm khoảng 19.200W, là tất nhiên á, cái hệ lưu trữ của anh á, cái khối pin 48V 400Ah của anh á, nó chứa đựng khi mà anh sạc đầy á, nó chứa được cái lượng điện là tầm khoảng 19 kg điện đó anh ạ, đó, 19 kg điện, nhưng mà anh nói anh sạc đầy mà anh xả với cái mức xả là 50 đến 60W giờ đúng không anh? Đó, mà 10 tiếng thì nó chỉ có tầm là từ 5 đến 600W điện mà thôi, chưa đến 1 ký điện nữa. Đó, anh sử dụng chưa đến 1 ký điện. Mà cái hệ lưu trữ của anh á, khi mà sạc đầy nó lưu tầm 19 ký điện. Đó, nhưng mà anh nói là nó hết, nó báo đèn đỏ. À, cái này thì chưa hiểu rõ, tôi không hiểu là cái hệ lưu trữ của anh như thế nào, cái pin nó có chai hay không, như có anh Hậu Quyện đã góp ý cùng anh đó ha, cái pin hệ lưu trữ của anh nó mới hay cũ. Nếu ví dụ nha, tôi nghĩ á, nếu mà cái hệ pin của anh 48V 400Ah mà cái hệ cũ đi chăng nữa thì nó cũng đủ đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của anh, tại vì anh có nêu ra là cái với cái mức xả là 50 đến 60W mà anh xả được 10 tiếng. Đó thì 50 đến 60W là 10 tiếng, thì anh cứ tính xem, 10 tiếng thì nó tầm tối đa là 600W thôi, là cái mức anh sử dụng có 600W điện, 1000W nó mới vô 1 ký nha anh. Mà cái hệ lưu trữ của anh á thì nó lưu được 19 ký. Đó. Thì không biết là ở đây anh có viết nhầm hay không. Anh xả với cái em xả 60 từ 50 đến 60 AH hay là từ 50 đến 60W. Đó. Đó thì cái này tôi chưa hiểu cái chỗ này nữa anh ạ. Tại vì tôi thấy cái hệ lưu trữ á, nó lưu trữ gần 20 ký điện mà anh sử dụng chưa được 1 ký mà nó đã hết rồi. Bây giờ cái hệ lưu trữ nó có cũ, nó có chai đi chăng nữa thì nó cũng đối với vài trăm watt là chưa tới 1 ký à. Cắt mót đi chăng nữa thì cũng đủ thôi. Đó. Nhưng mà ở đây thì không biết là anh xả với cái dòng xả là 50 đến 60W hay là 50 đến 60 AH nha anh, thì hai cái này nó khác hoàn toàn. Đó. Thì cũng qua vài thông tin xin góp ý với anh vậy thôi, chứ tôi cũng chưa có nắm rõ cái trường hợp này. Đó, như cái câu hỏi của anh vừa rồi, cái sử dụng với cái hệ quy đó, thì cái trường hợp này thì tôi cũng nó khó hiểu lắm anh ạ. Đó, thì anh hãy kiểm tra lại xem anh xả với cái dòng xả là bao nhiêu. Theo tôi nghĩ là xả với 50, từ 50 đến 60W thì không thể nào đâu. Với cái hệ lưu trữ này nó khổng lồ như thế này mà anh xả với cái công suất như thế này thì tôi không biết xả đến khi nào nó mới hết cái lượng điện trong cái hệ lưu trữ này, nếu mà cái hệ lưu trữ của anh nó còn ngon nha. Còn nếu mà cũ đi chăng nữa, nó không còn cầm điện bao nhiêu á, thì nó cũng vẫn dư thừa đáp ứng với cái nhu cầu sử dụng của anh là chưa tới 1 kW điện, trong khi đó là trên chi tiết là cái hệ lưu trữ mình tính ra là nó lưu khoảng 19 kW điện khi anh đã sạc đầy. Đó là như vậy ha, thì qua vài thông tin xin chia sẻ góp ý cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Thì cái này anh nên kiểm tra lại, anh xả 50 đến 60 watt giờ hay là anh xả 50 đến 60 AH giờ, thì hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Đó. Tiếp theo câu hỏi thì anh cho em hỏi chút nha, dùng tấm pin 450W sạc 30A vô bình 12V 150Ah được không anh? Em dùng hệ 12V đó anh. Dạ như thế này nè, nếu mà anh sử dụng cái tấm pin có công suất lớn vậy để anh sạc cho cái hệ 12V thì phải dùng đến cái con sạc MPPT ha. Đó, sạc MPPT thì phải 40A nè, sạc 30A mà điều khiển hệ 12 thì nó điều khiển tầm tối đa là khoảng 400W pin thôi nè. Chứ nó không thể nào điều khiển được 450W pin đâu. Đó, mà đặc biệt nhất là cái tấm pin này, cái áp nó rất là cao. Thì mình phải dùng đến cái con sạc MPPT 40A. Đó, sạc MPPT thì nó biến áp thành dòng để nó sạc cho cái hệ nhỏ nhỏ nó phù hợp ha. Còn nếu mà những cái con sạc BBKM thì
để điều khiển cái tấm pin này mà để cho sạc cho hệ 12 hay hoặc là hệ 24 thì nó không không có phù hợp. Đó. Rồi thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi thì chào anh Thông. Anh cho em hỏi, em có con UPS 72V, em muốn dùng 6 bình Yamato 30AH chạy tủ lạnh 100W buổi tối, có đủ tới sáng mai không anh? Cảm ơn anh nhiều, chúc anh và năm mới nhiều sức khỏe ạ. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng ha, vạn sự thì như ý, thành công tốt đẹp nhất trong cuộc sống anh. Dạ đủ anh ạ. À, 6 bình Yamato này nè anh, tôi có đo rồi, mỗi một bình nó lưu được 25A, tức là 300W, sau 38 nó lưu được 1800W điện. Thì đối với cái tủ lạnh anh có nêu ra 100W giờ thì từ chiều đến sáng á, tầm tầm khoảng 12 13 tiếng thì đối với 6 cái bình này á, thì nó đáp ứng dư sức luôn, dư sức cái tủ lạnh anh qua đêm ha anh. Đó. Rồi thì vậy nha anh, qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, dư sức thoải mái luôn anh ạ. À. Đó. Tiếp theo câu hỏi thì anh cho em hỏi, em dùng hệ độc lập 24V 200Ah, ắc quy Vision AMG cũ hiệu suất 85%, em mua thêm 12 bình Yamato 12V 30Ah để tạo 24V 180Ah thì có đấu song song vào ắc quy Vision kia không? Liệu có gây hỏng bình không? Em cảm ơn chúc anh và gia đình mạnh khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và gia đình luôn vui khỏe ạ. À. Dạ được anh ạ. À, 12 cái bình vi sinh, xin lỗi, 12 cái bình Yamato như thế này. Mình vừa câu nối tiếp mà mình vừa câu song song, câu chung với cái 200Ah. Chắc anh có lẽ là anh sử dụng bình vi sinh mỗi một cái 100Ah, anh đấu nó nối tiếp lên 24 đúng không? Thì anh có thể là đấu nối tiếp cái hệ ắc quy cái bình Yamato này á, rồi mình câu song song với cái hệ 24 cái bình vi sinh của anh luôn, không có vấn đề gì anh ạ. Thì nhờ tôi có ra rất là nhiều những cái video mà hướng dẫn cho anh em mà mới bắt đầu sử dụng điện năng lượng á, anh em mà gặp cái khó khăn mà cái vấn đề mà câu những cái bình cũ, bình mới, bình lớn, bình nhỏ mà vừa câu nối tiếp vừa câu song song lên 24 anh, có rất nhiều trong kênh tôi luôn. Đó, nhưng mà anh không có nêu ra cái thông tin là để chia sẻ cái cách mà anh đấu nối á, nên tôi không có minh họa cho cái hình minh họa mô phỏng để anh đấu nối ha. Đó, nếu mà không biết anh có nắm được cái thông tin này không, nếu mà anh nắm được rồi á thì anh có thể là đấu nối lên bình thường được nha anh. Mình đấu vừa đấu nối tiếp 12 cái bình này và vừa đấu song song luôn cái hệ cũ, bình ắc quy cũ của anh á, không có vấn đề gì, không có gây hỏng hóc ảnh hưởng gì hết anh ạ. Nếu anh đã biết rồi thì anh cứ thao tác bình thường ha. Còn nếu mà anh có thể anh chưa có nắm được mà cái thông tin mà về cái cách mà câu nhiều cái bình này vừa nối tiếp vừa song song mà lại chung luôn với cái hệ ắc quy cũ của anh á, anh chưa nắm được thì anh hãy comment bổ sung vào thêm cái video này ha. Thì những nay mai tôi sẽ ra một cái đoạn video clip hướng dẫn anh cái cách đấu nối vừa song song vừa nối tiếp, đấu chung luôn những cái bình lớn bình nhỏ vừa nối tiếp vừa song song lên hệ 24 hoặc 48 luôn, không có vấn đề gì hết ha anh. Đó thì quay dài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh. Rồi cái video của tôi cũng hơi dài rồi, bây giờ tôi xin tạm dừng, xin chân thành cảm ơn em rất nhiều.